Rồi, ta thi cấp trường, vòng số 11, nick số 1. Các em nhớ đăng ký kênh phụ của thầy. Vô trang web Nguyễn Vận WordPress sẽ có kênh phụ, các em đăng ký vô đây. Lỡ kênh chính thức của thầy bị mất, các em vẫn có thể tìm thầy được nha. Nhập mã thi. Ta thi. Vòng trường tôi nghĩ là sẽ khó lắm. Mình chuẩn bị tư thế đây ha. Bài thi đầu tiên. Ồ, mới vô gặp cái vòng đừng để điểm rơi rồi đấy, nguy hiểm quá. Mấy bài này sai là mất điểm luôn, không có cơ hội lấy lại. Tôi thích vòng đi tìm kho báu nhất, lỡ sai vẫn còn cơ hội 100 điểm thôi. Con này mất là mất luôn. Thôi cái này bấm thôi. 500 mũ 2 trên 127 mũ 2 trừ 123 mũ 2 chó đỡ mệt. 500 mũ 2 127 trừ 123 250. Một câu. Nhanh, khẩn trương. Máy bay bay chậm mới mất thời gian. Số đo một góc trong đa giác đều 18 cạnh. Cái này ở trong khóa học V82 đó không? Thầy dạy các em thấy có lợi chưa? Quá lợi luôn đúng không? Một đa giác N cạnh thì công thức tính tổng số đo là N trừ 2 nhân 1.8 nè. Rồi đa giác đều thì mỗi góc đều bằng nhau, vậy chia cho N nè. Vậy các em sẽ lấy công thức là 18 trừ cho 2 nhân cho 1.8 rồi chia cho 18. Vậy thôi. 18 trừ 2 nhân 1.8 chia cho 18. 160. Trăm sáu các em nhé. Tính lại coi. 18 trừ 2 nhân 1.8 rồi chia cho 18. 160 đúng luôn. Tham gia khóa V82 để sau này còn thi tỉnh rồi nữa. Rút gọn biểu thức này thì rút 3 ra ngoài thì còn 3 thôi. Hai cái nhân tử A bình cộng 5 là rút cho nhau. Đề dễ thương vậy, có phải tình cảm không? Một tam giác có đường cao và cạnh tương ứng. Đường cao và cạnh tương ứng tăng 3 lần thì diện tích sẽ tăng 9 lần kìa. Thì dễ thôi. Diện tích cũ là A nhân H chia đôi. Diện tích mới sẽ bằng 1 phần 2 nhân cho A bây giờ thành 3A, H bây giờ thành 3H. Vậy nó sẽ thành 9 lần. 3 x 3 là 9 lần S cũ không? Một tam giác có đường cao và cạnh ứng với đường cao đó đều tăng 3 lần. Đường cao và cạnh ứng đường cao đều tăng 3 lần, đều tăng 3 lần. So với các cạnh ban đầu thì diện tích tăng 9 lần. Dạ các em nha. Nick đầu tiên thầy sẽ giải tìm đáp án cho nó nhanh. Còn nick số 2, nick số 3, nick số 4 thầy sẽ giải kỹ các em nha. Rồi bài này thì thôi thầy tiện thầy giải kỹ chỗ này luôn. Bây giờ thầy lấy x mũ 2 với y mũ 2 là coi như hai con số thôi. Thì đây chính là bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu nè mấy đứa. Đúng không? X mũ 2 cộng y mũ 2 bằng 25, x mũ 2 trừ y mũ 2 bằng 7. Vậy tìm hai số biết tổng và hiệu á. Số lớn là x mũ 2 là 25 cộng 7. Tổng cùng hiệu chia đôi là bằng 16. Còn số bé là tổng trừ hiệu chia đôi, 25 trừ 7 chia đôi là bằng 9. Vậy x mũ 2 bằng 16 thì x mũ 4 á là bằng 16 mũ 2 ha. 16 mũ 2. Còn y mũ 2 bằng 9 á thì y mũ 4 sẽ bằng 81. Tức là 9 mũ 2 đó các em. Rồi lấy hai đó cộng lại ha. 16 mũ 2 cộng cho 9 mũ 2. 337 các em.
16 cộng 9 25, 16 trừ 9 bằng 7. Rồi 16 mũ 2 cộng 9 mũ 2 đúng rồi, 3 là 7. Tổng các giá trị của x. Trời, bài này bài toán lớp 7 mà. Cái em giải qua nháp đi. Cái này thầy không giải qua bài đâu. Giá trị tuyệt đối của 2x trừ 3 sẽ bằng 4. Lúc đó 2x trừ 3 sẽ bằng 4 hoặc là 2x trừ 3 bằng trừ 4. 2x trừ 3 bằng 4 á, thì x sẽ bằng 7 phần 2. Còn 2x trừ 3 bằng trừ 4 á, thì x sẽ bằng trừ 1 phần 2. Rồi cộng lại là 7 phần 2 cộng cho âm 1 phần 2 là bằng 3. Một số đề dễ vậy ta. Đề vòng trường dễ vậy nè. 300 điểm hết à. Rồi vẽ hình. Vẽ hình nhanh kìa. Ta vẽ hình ha. Cái hình nó cũng đơn giản thôi kìa. Cái hình nó như này. Tưởng tượng trong đầu là các em thấy ok rồi ha. Tưởng tượng trong đầu là thấy cũng ok rồi. Đó, hình thang nó cỡ này nè. Đó. Hai cái này không cần, tao bỏ đi. Rồi các em kẻ đường ca xuống. Rồi thì hướng dẫn nhanh thôi nha, chứ giờ không có thời gian. Rồi. Ở trên này 8. Ở trên này 8 nè. Thì ở dưới cũng 8, cái B số 8 xuống. Không. Cái này cũng 8 à. Như vậy bên cạnh sẽ là 4. Bên này cũng là 4 bởi vì mẫu ở cái đáy lớn gấp đôi mà. Rồi cái đường cao là bằng 3. Thì các em dùng định lý Pythagore, các em sẽ tính ra đây bằng 5. Và bên này cũng bằng 5 nè. Vậy chu vi là tổng các cạnh á, 8 cộng 10 cộng 16. 8 cộng 10 cộng 16 là bao nhiêu? 34. Nào. 20 30 34 ha. Đúng rồi đó. Thầy lấy đáp án thôi nha. Nick số 2 thầy giảng kỹ đi. Thôi giờ thầy cho đáp án thôi. Rồi cái này bấm máy đi. 7 x nè cộng 4, 2 cộng 3 x, 7 x 4, 2 cộng 3 x, 3, 6 x cộng 7 trừ 2, 11 kìa. Đề khá nhẹ. Hình vuông M là trung điểm. Em vẽ thử cái hình vuông à. Em vẽ thử nha. Ồ, đây là bài toán chia bánh nha. Đây là bài toán chia bánh mà thầy đã dạy kỹ cho các em ở ở khóa học V82 rồi. Hình vuông nè, thầy bỏ cái này đi. Không. PQRS. PQRS thì P đây, Q đây, R đây, S đây. Thì trung điểm của cạnh ở dưới là M. Không. Đây các em, M nè. M chứ nhỉ. PQRS. P đây. Q đây. R đây. Mất thời gian quá. S đây. Thầy cứ ham giảng. Rồi. Tính diện tích của tam giác QMS. QMS à. Như vậy theo bài toán chia bánh á, thì QSM, cái miếng này nó sẽ bằng 1 phần 2 của miếng QSR các em nhé. Mà QSR lại bằng một nửa của hình vuông. Đừng chéo kìa. Vậy suy ra miếng này sẽ bằng 1 phần 4 của hình vuông. QMS so với hình vuông 1 phần 4. 1 phần 4 tức là 0,25. Ôi thôi chết. Người ta bắt nhập phân số tối giản. Xin lỗi các em. 1 phần 4 ha.
Lít 2 thầy sẽ giải kỹ. Rồi bài này 9 mũ x là thầy ghi thành là 3 mũ x. Đó. Tất cả mũ 2, tức là 3 mũ x nhân 3 mũ x, rồi cộng cho 3 mũ x nhân cho 3 mũ 2 là nhân cho 2. 3 mũ x, số tự nhiên x thỏa mãn cái đó chính là 3 mũ 2 x này, cộng cho 3 mũ x nhân cho 3 mũ 2 là nhân cho 2 nữa thì bằng 243. Rồi bài này các em sẽ giải bằng phương pháp đặt ẩn phụ nha. Đặt ẩn phụ và kết quả các em giải ra 3 mũ x sẽ bằng 9. Từ đây các em suy ra x bằng 2. Ở đây thầy không có thời gian, thôi qua nít số 2 thầy sẽ giảng kỹ, các em thông cảm nha. Ở nít số 1 thầy lấy đáp án thôi. 9. 3 mũ x bằng 9 thì x sẽ bằng 2, đúng rồi. Rồi bài thi số 2. 12 con giáp. Con rắn chụp trước. Giá trị của x sẽ bằng gì? Cái này chia cho cái này. X sẽ bằng 3a cộng b phần 2 chia cho 3a cộng b phần 5, tức là nhân cho 5 phần 3a cộng b. Vậy là bằng 5 phần 2 em. Con trâu. Giá trị x thỏa mãn cái này, 3x mũ 2 cộng 2 thì không thể bằng 0. Như vậy 5x trừ 1 phải bằng 0. Vậy x sẽ bằng 1 phần 5 các em nhé. Con chó. Số chính phương lớn nhất là ước của số 9000. Ước của số 9000. Bây giờ các em phân tích 9000 ra thừa số nguyên tố đi. Dùng kỹ thuật thầy dạy trong khóa học V81 ha. 9000 các em phân tích ra thừa số nguyên tố nè. Là bằng 2 mũ 3 nhân cho 3 mũ 2 và nhân cho 5 mũ mũ 3. Rồi từ đây các em đi tìm các số chính phương từ kết quả phân tích đó. Vậy số chính phương phải là bình phương của một cái gì đó ha. Vậy các em lấy 3 mũ 2 nhân 5 mũ 2 cho thầy. 3 mũ 2 mà nhân 5 mũ 2. Rồi nhân cho 2 mũ 2 nữa. 3 2 5 mũ 2, 2 mũ 2 như vậy là thành 3 nhân 5 nhân 2 là 30 mũ 2. 900 kìa. Số 900 là số chính phương nè. Nó do 30 bình phương lên mà nó lại là ước của 9000 nữa. Hết rồi đó. Con khỉ. Rồi bài này chua nha. Bài này thì cũng dễ thôi. Ở nít số 1 thầy không có giải kỹ, thầy giải lấy đáp án thôi để cho một số em chuẩn bị thi lấy kinh nghiệm ha. Rồi, x mũ 2 cộng với 2x thì cộng cho 1 nữa để thành hàng đẳng thức. Y mũ 2 thì trừ 4y thì cộng cho 4 nữa để thành hàng đẳng thức. Z mũ 2 cộng 6z thì cộng cho 9 nữa để thành hàng đẳng thức. Thì nãy giờ thầy cộng cho 14 thì 14 nó đào ở đâu ra? Thì mình lấy trừ 14 ở bên phải đem qua. Như vậy cuối cùng bên trái nó sẽ thành là x cộng 1 tất cả mũ 2. Bên trái sau một chập biến đổi, đẩy trừ 14 qua. Đẩy trừ 14 qua bên trái ha. Và biến đổi bên trái, hồi các em sẽ được là x cộng 1 tất cả mũ 2. Rồi cộng cho y trừ 2 tất cả mũ 2. Và cộng cho z cộng 3 tất cả mũ 2 là bằng 0. Như vậy ba cái này phải bằng 0. X sẽ bằng trừ 1, y sẽ bằng 2 và z phải bằng trừ 3. Tại sao ba cái này bằng 0 thì trong khoa học V81, V82 thầy đều nói tới hết. Rồi các em lấy x trừ y, tức là lấy trừ 1 trừ cho 2 rồi cộng cho trừ 3, cộng z là cộng trừ 3 là bằng trừ 6.
kết quả bằng trừ 6 nha. Nó đây, con chuột chạy đầu. Rồi cái này rút gọn thôi. X bình cộng 9, rút x bình cộng 9 là hết. X trừ y, rút x trừ y là hết. 5 x 3 15, rút 15 hết luôn, hết sạch luôn, hết chết hết trơn luôn. Còn một con rồng, diện tích tam giác có 3 cạnh 12, 16 và 20. Theo định lý Pythagore đảo thì các em thấy là tam giác này sẽ thành tam giác vuông. 12 bình cộng 16 bình là bằng đúng 20 bình luôn. Vậy tam giác vuông thì hai cạnh góc vuông là hai cạnh nhỏ hơn là 12, 16. Vậy tính diện tích thì lấy 12 nhân 16 rồi chia đôi là bằng 96 các em. Con ngựa. Rồi vẽ hình đi các em, vẽ hình đi. Rồi các em vẽ nhanh cái hình cho thầy. Sau khi vẽ xong cái hình đó thì các em thấy cạnh BC của tam giác là bằng 41. Còn cạnh AC của tam giác là bằng 40. 40 nha. Và lúc đó dùng định lý Pythagore thì các em lấy 41 bình trừ 40 bình là bằng 81, lấy căn là ra 9. Như vậy cạnh AB là bằng 9. Tam giác ABC vuông có hai cạnh góc vuông là 9 và 40. Ta lấy 9 nhân 40 chia đôi là bằng 108. Diện tích tam giác ABC là 9 nhân 40 chia đôi là bằng 108 nha. Rồi, con dê rút gọn nè. X cộng 1 rút với x cộng 1. Rút đàng hoàng đi. 5 x trừ 1 ở trên tử, 3 x cộng 1 trên tử. Ở dưới mẫu là x cộng 1 tách ra một cái, số 10 đẩy ra đầu. Vậy là còn x cộng 1 nhân x trừ 1. Nhưng 1 trừ x chứ. Rồi x cộng 1 ở trên tử dưới mẫu hết. X trừ 1 trên tử dưới mẫu 1 chữ x xuất hiện dấu trừ. Đúng không? Như vậy là trừ 15 trên 10 x cộng 1. Như vậy là bằng trừ 3. Trừ 3 trên 2 lần x cộng 1. Trừ 3 trên 2 lần x cộng 1. Hay là trừ 3 trên 2 lần x cộng 2 cũng được. Ha, đây, đáp án này. Con heo cho hình vuông ABCD. Các em vẽ hình đi các em. Vẽ hình đi, vẽ hình đi. Nhá. Sau bài này cũng đơn giản thôi các em. Bài này thầy vẽ cái hình xong các em sẽ thấy vấn đề liền ha. À đây có hình vuông sẵn nè. Thôi vẽ hình vuông mới đi. Hình vuông mới à. Đó. Rồi bây giờ thầy giấu cái này đi cho nó đỡ mệt. Ồ, nó ra nhanh nha. Cho hình vuông ABCD. Rồi, xong. Hình vuông ABCD thầy đã vẽ xong. Bây giờ các em sẽ lấy một hai đường chéo, lấy giao điểm ha. Giao điểm đặt tên là O. Alo. 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 Rảnh. Tổng hai số nguyên tố là 99. Tổng của hai số nguyên tố là 99. Là 2 cộng với lại 2 cộng với 97 à. 97 phải số nguyên tố không các em? 97 dùng kỹ thuật kiểm tra. Đúng số nguyên tố luôn. Nó chính là 2 cộng 97 các em. 2 là số nguyên tố. 97 cũng là số nguyên tố. Đúng luôn. Như vậy là nhân được rồi. Tích của chúng là 2 nhân 97. 194. Hết nháp rồi. Thằng này tốn nháp quá.
Rồi cho tam giác ABC vuông. Rồi bài này thì cũng có gì đâu kem, có hù dọa mình thôi. Rồi bài này kem vẽ hình đi, kem vẽ tam giác vuông. Tam giác vuông đó, tam giác có tên là ABC ha, A B C. Trên AB thầy lấy D sao cho BD bằng x, mình lấy E sao cho AE bằng x, BD đây bằng x. X. Nếu BD bằng x đó, thì AD nó sẽ bằng gì? AD nó sẽ bằng là 4 chữ x. Các cứ thử đi. Đúng luôn á. Không. 4 chữ x. Rồi ta nối DE lại. Bây giờ các em muốn cái diện tích BDEC là nhỏ nhất đúng không? Thì diện tích tam giác ABC là không thay đổi rồi. Muốn BDEC nhỏ nhất thì ADE nó phải lớn nhất, bởi vì diện tích tứ giác tam giác này không đổi rồi mà chia thành hai mảnh, thì muốn mảnh này nhỏ nhất thì cái mảnh này nó phải lớn ác, ADE phải lớn nhất không? Giờ SADE cần lớn nhất nè. SADE cần max kem. Cần max để S của BD EC min, đúng chưa? Vậy thôi mà S của ADE sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng diện tích của tam giác vuông, là công thức là 1/2 x nhân cho 4 trừ x thôi. Giờ cái này nó sẽ bằng là trừ 0,5 x mũ 2 rồi cộng cho 2 x. Rồi các em đi tìm cái này thôi, tìm max thôi, tìm max của cái này ha. Dùng chức năng tìm x mà thầy dùng chức năng tìm min max mà thầy đã dạy trong V81 nha. Nhập âm 0,5 2 này. Rồi giá trị lớn nhất nó sẽ bằng 2 kia. Này lớn hơn bằng 2 nè. Thì lúc nó lớn nhất bằng 2 thì lúc đó là suy ra là giá trị min của con này nhỏ nhất sẽ bằng diện tích của tam giác ABC trừ đi 2. Mà diện tích tam giác ABC thì các em lấy 4 x 5 chia đôi. 4 x 5 là 20, chia đôi là 10, 10 trừ 2 thì bằng 8 em nhé. Và lúc đó là x phải bằng mấy? Lúc đó x trên này, các em trở lại cái chức năng lần này, lúc đó x sẽ bằng 2 luôn, ngẫu nhiên. Khi đó x bằng 2 luôn. Nha. Khi đó ngẫu nhiên ha. Ngẫu nhiên x sẽ bằng 2 luôn. Không tin các em thử lại đi. X bằng 2 thì đây bằng 2 2. Đây 2 3 ha. 2 x 2 là 4. 4 chia đôi là 2. Vậy giúp đó dưới này là 3 nè. À giúp đó là 8, bằng 8 đúng luôn. X bằng 2. Thôi qua nít 2 thầy giải kỹ hơn các em nhé. Bây giờ thầy thôi thầy giải thêm câu nữa đi. Tiếc cái gì. 1 trừ 2 phần 5 là thành 3 phần 5. 1 phần 2 trừ 7 là thành 5 phần 7.
1 trừ 2 phần 9 là thành 7 phần 9. Cứ như vậy cho tới 77. 77 phần 79. 5 5 rút 77 rút hết còn 3 phần 79 kìa. 3 phần 79. Rồi qua nick 2 thầy giảng hết các cái ô đó các em nhé. Rồi các em nhớ đăng ký kênh phụ thầy ha, để sắp tới các em còn tìm thầy được nếu như người ta khóa kênh chính của thầy. YouTube bây giờ nó hay khóa kênh bất chợt lắm.